Chào chị Yến. Chị ăn cơm chưa chị Yến ơi? Sáng mai em về chị ạ. Sáng mai về em qua. Xin chào Dương Cường nha. Không, đẹp đâu, buông xuống đi. Kiểu dáng đấy, buông xuống nó mới thể thao. Em có không chị ạ? Mặc cái đấy đẹp hơn, cái đấy dáng thể thao nó đẹp hơn. Kiểu này mặc được hai kiểu. Xin tin nhắn rồi. Chào Nghĩa nha. Chào Nguyễn Vui. Chào Thất Tình. Xin chào Vicky Nhung. Nhung là thế nào? Ừ, đẹp mà. Xin chào Jin Jin. Chào anh Thanh. Không làm gì. Chào Đinh Việt Hùng nhá. Chào Quân Đặng nhá. Ở đây không có từ ok nha, Đặng Quân. Hay ok quá. Dẫu biết đôi ta đã từng trôi qua bao nhiêu năm thiết tha yêu như vậy mà bây giờ lại xa lạ. Ăn cơm rồi nha, Đinh Thật Hùng. Ok. Làm gì đây Quân ơi? Sao mặt dày ra? Đéo cửa xong bảo đéo nó xong bắt đầu lại địt mẹ chứ đéo mà mặt mày dày ra. Tao địt mẹ mày bao giờ? Mày thấy tao chửi mày chưa? Hả? Tuấn Huy đây là bây giờ đấy.
Bây giờ lại xa lạ, đang chuẩn bị đi bay cho đi với. Qua Linh Đàm cà phê. Linh Đàm ở đâu ấy? Đinh Việt Hùng. Ok. Chào chú Trần Chín nhá. Tân Sơn Nhất. Tân Sơn Nhất nào ở đâu? Chào Linh nha, Linh nha, Đào Thị Linh. Mày dạo này nắng nóng quá, mày quên chị. Chị đang ở gần em Linh ạ. Nhìn thì biết thôi Linh ơi. Lại trở thành bình thường như xưa rồi Linh ơi. Bọn mày ăn thịt dính mẹ em cả ra chiếu rồi. Cười quá cơ. Mai ở quán không Linh ơi? Chẳng ngon, ngon với có nhiều dai theo. Bỏ rồi mày yên tâm đi, ta chia tay rồi. Bỏ từ tầm trước rồi. Xin chào Dương Quang Huân. Thật Ninh ơi. Mày xinh đẹp đi đấy không ạ? Mày bảo chị với Linh.
ok, bảo chị chào ông Quỳnh nổ muộn. Nóng quá, nổ cái mụn to.